Phóng viên Hải quân Việt Nam thu bằng chứng tàu Trung Quốc hung hăng trên Biển Đông. Nhiều trường hợp khi thấy ống kính máy quay của phóng viên Hải quân Việt Nam, tàu Trung Quốc đã ngừng những hành vi hung hăng và quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, những hình ảnh chân thật nhất về quá trình ngăn cản trái phép tàu Việt Nam làm nhiệm vụ đều đã được ghi lại. Với truyền thống quý báu, những phóng viên của báo Hải quân luôn phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, là những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng đưa những thông tin hình ảnh chính xác kịp thời. Chính nhờ họ mà chúng ta có được những bằng chứng rõ nét về hành động trái phép của nước ngoài xâm phạm chủ quyền Việt Nam, cũng như quá trình đấu tranh trên thực địa của các lực lượng nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng viên báo Hải quân tác nghiệp tại thêm lục địa phía Tây Nam. Vào năm 2019, phóng viên báo Hải quân đã đi theo các tàu của lực lượng chấp pháp Việt Nam trong quá trình ta thực hiện hạ đặt và bảo vệ giàn khoan thăm dò dầu khí Hukuyu-5 trên thềm lục địa phía Tây Nam. Trong đó có một số lượng các tàu nước ngoài đã đến quấy rối cuộc thăm dò của ta. Tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 37115 quấy rối gần khu vực gần khoan Việt Nam hạ đặt. Giàn khoan Hukuyu-5 là giàn khoan dầu khí được Việt Nam thuê lại từ Nhật Bản nhằm thực hiện thăm dò tại khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn, ngoài khơi thềm lục địa nước ta. Giàn khoan được bảo vệ bởi nhiều lực lượng, trong đó có các tàu dịch vụ dầu khí, tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư, tàu hải quân nhằm ngăn chặn các hành động xâm nhập phá hoại của nước ngoài. Tàu dịch vụ dầu khí bảo vệ gần giàn khoan Hukuyu-5 của Việt Nam. Các tàu của lực lượng kiểm ngư có thể coi là đông đảo nhất trong khu vực. Đây là đơn vị chấp pháp của Việt Nam đã hoạt động vô cùng tích cực, lập được nhiều chiến công vang dội trong quá trình đấu tranh của ta trên biển, điển hình như trong sự kiện giàn khoan HD981. Sự kiện tư chính cũng như nhiều cuộc giải cứu ngư dân bị bắt giữ bất hợp pháp bởi tàu thuyền nước ngoài. Tàu kiểm ngư túc trực gần khu vực giàn khoan của Việt Nam. Dù vậy, trong mọi tình huống, cán bộ chiến sĩ lực lượng kiểm ngư Việt Nam vẫn luôn bình tĩnh giải quyết tranh chấp một cách thiện chí, tránh tối đa những va chạm không đáng có, thể hiện đúng tinh thần của nhà nước Việt Nam, nhưng cũng vô cùng cứng rắn trước hành động cố tình gây hấn của nước ngoài. Chiến sĩ kiểm ngư phát thông điệp của Việt Nam bằng loa phóng thanh, cảnh báo tàu Trung Quốc trong khu vực gần giàn khoan của ta. Đồng thời, các lực lượng ta cũng đã được các cấp chính quyền quan tâm tạo điều kiện, đầu tư đóng mới các tàu tuần tra hiện đại, khí tài trang bị tiên tiến, đủ sức nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao. Đây là sự nỗ lực không nhỏ trong suốt quá trình đấu tranh bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. Hệ thống âm thanh cao tần, vũ khí phi sát thương trên tàu kiểm ngư được sử dụng với mục đích là phóng thanh tuyên truyền. Và cũng không thể không nhắc đến những người phóng viên, chiến sĩ của báo Hải quân đã không quản ngại khó khăn gian khổ, bám biển, cùng ăn ở sinh hoạt với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chấp pháp của ta, ngày đêm đưa tin, hình ảnh chân thực về quá trình đấu tranh, ngăn chặn âm mưu xấu của nước ngoài. Phóng viên báo Hải quân tác nghiệp trên tàu kiểm ngư, phía sau anh là một tàu tuần tra của Hải cảnh Trung Quốc đang gây sức ép. Tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện gần khu vực giàn khoan Hukuyu-5 của Việt Nam đã bị các tàu chấp pháp Việt Nam ngăn cản. Trong sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam hồi năm 2014, 100% cán bộ chiến sĩ của tòa soạn báo Hải quân đã được huy động theo các tàu chấp pháp của ta để tìm thực địa quay phim, chụp ảnh những hình ảnh chân thực nhất của tình hình nóng bỏng, làm bằng chứng đáng tin cậy cho Bộ Ngoại giao ta lên án hành động hung hăng vi phạm chủ quyền nghiêm trọng của Việt Nam lên chính trường quốc tế. Phóng viên báo Hải quân tác nghiệp trên tàu cảnh sát biển trong sự kiện HD981. Nhiều trường hợp khi thấy ống kính máy quay, tàu Trung Quốc đã ngừng những hành vi hung hăng và quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, những hình ảnh chân thật nhất về quá trình ngăn cản trái phép tàu Việt Nam đang làm nhiệm vụ đều đã được ghi lại. Tàu hải cảnh Trung Quốc di chuyển gần, tạo áp lực cho tàu Việt Nam trong sự kiện giàn khoan HD981. Các phóng viên, chiến sĩ đã không quản ngại khó khăn gian khổ vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đã kiên quyết bám trụ đến cùng trên những con tàu chấp pháp Việt Nam cho đến khi Trung Quốc chịu rời giàn khoan ra khỏi vùng biển nước ta. Đây là một chiến công vô cùng to lớn, góp phần tạo nên chiến thắng chung của toàn quân trong chiến dịch này. Hình ảnh tàu Trung Quốc phun vòi rồng uy hiếp tàu Việt Nam trong sự kiện giàn khoan 981 được các phóng viên Hải quân Việt Nam ghi lại. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.